Truy Linh thân chào các bạn thân mến. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn chủ đề thành phố Melbourne thấp vốn trên toàn thế giới. Các bạn thân mến, theo thống kê của Economic Intelligence Unit năm 2024 và cuộc khảo sát của 173 thành phố trên thế giới, thành phố Melbourne được xếp hạng thứ tư trên toàn thế giới. Đây là niềm vui cho những người dân của thành phố Melbourne nói riêng và Australia nói chung. Căn cứ vào các chỉ số đánh giá của Economic như sau: thứ nhất, ổn định cuộc sống, y tế, sức khỏe, văn hóa, giáo dục, môi trường sống và cơ sở hạ tầng. Theo đánh giá của Economic Intelligence, lần này top 1 là thành phố Viên của Áo, thứ nhì thành phố Copenhagen của Đan Mạch, thứ ba thành phố Zurich của Switzerland và thứ tư là thành phố Melbourne của Australia, xứ chuột túi kangaroo. Vậy chúng ta thử tìm xem Melbourne có gì hấp dẫn các bạn nhé. Các bạn thân mến, thành phố Melbourne ở đông nam lục địa Úc Châu là một thành phố lớn thứ hai ở Úc sau thành phố Sydney. Diện tích thành phố Melbourne khoảng 9.900 km2, dân số khoảng 5 triệu người. Thành phố Melbourne trước đây là thủ đô của Úc từ năm 1901 đến 1927. Thành phố Melbourne được thành lập năm 1835 và được Economic bầu chọn là thành phố dễ sống nhất thế giới vào thập niên 2002-2004 và đến 2005 hạng thứ hai trên thế giới về đời sống, dân sinh, kinh tế và xã hội. Và đến 2024, hôm nay được xếp hạng thứ tư trên toàn thế giới. Đây là một điều rất tốt cho thành phố Melbourne. Các bạn thân mến, thập niên 1847-1850, một làn sóng người tìm vàng ở các nước trên thế giới trở về tiểu bang Victoria, thành phố Melbourne để tìm vàng, và số lượng người nhanh chóng trở thành rất đông. Và cảng biển thành phố Melbourne là một cái dịch vụ tiếp nhận những thành phần người này, sau đó trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu của nước. Năm 1880, Melbourne là thành phố lớn thứ hai của thuộc địa Anh. Thành phố Melbourne có kiến trúc thời đại Victoria so với các nước trên thế giới. Melbourne có nhiều kỷ lễ hội văn hóa rất đặc biệt của xứ chuột túi kangaroo. Đặc biệt đầu tiên là về những cái ngày đua ngựa đầu tháng 11 mùa xuân. Cuộc đua ngựa ở Úc được tổ chức vào năm 1861. Trong lần này có 31 con ngựa từ các nước trên thế giới, Nhật, Pháp, Đức, New Zealand, vân vân, đã được chở bằng hàng không đến Úc để thi đua ngày đua ngựa. Ngày đua ngựa này còn diễn ra lễ hội thời trang. Tất cả những thành viên đi xem đua ngựa với những bộ trang phục đắt tiền và những mẫu mã model nhất, và các nam thanh nữ tú trình diễn là rất hấp dẫn. Đặc biệt những mẫu nón mũ quý phái hoàng tộc ở châu Âu và những váy đầm nhiều trường phái hiện đại lộng lẫy đẹp nhất mà các cô phô trương ở lễ hội đua ngựa ở thành phố Melbourne. Trước mùa đua ngựa, ban tổ chức sẽ tuyển chọn một số con ngựa đủ tiêu chuẩn thi đua từ hàng trăm con ngựa gửi tới ở những nơi trên thế giới. Khoảng 24 con ngựa được chọn đúng tiêu chuẩn để thi đua. Mỗi con ngựa được đua phải có trọng lượng như nhau, kể cả người ngồi trên lưng ngựa. Do đó, sự thi đua được công bằng về trọng lượng. Mỗi lần đua ngựa có khoảng gần 300.000 người đến tham dự với thời trang lộng lẫy và rất là quý phái. Mỗi con ngựa trước khi thi phải chẩn đoán bằng máy X quang để xem ngựa có bị thương tích gì không, để bảo đảm được an toàn cho cuộc thi đua ngựa. Giải đua ngựa Melbourne Cup
lớn nhất được tổ chức hàng năm vào thứ ba đầu tháng 11. Cuộc đua ngựa dành cho những con ngựa từ 3 tuổi trở lên với chiều dài đường đua là 3.200m chạy vòng quanh trường đua ngựa Leamington Rushmore. Cuộc đua ngựa này là lớn nhất nước Úc, tầm cỡ trên thế giới và chính thức là ngày nghỉ lễ của tiểu bang Victoria, cho phép tất cả người dân thành phố Melbourne và công viên nhân chức được nghỉ một ngày để đi xem đua ngựa. Từ năm 1993, nước Úc hàng năm có gần 7 triệu lượt người trên thế giới, với hơn 120 quốc gia trên thế giới đón xem qua sóng truyền hình về cuộc đua ngựa này. Đây là một cuộc đua truyền thống hàng năm của Melbourne. Giải đua ngựa của thành phố Melbourne giải nhất gần từ 7 đến 8 triệu đô la Úc và khoảng 24 con ngựa từ các nơi trên thế giới và đi máy bay trở về thành phố Melbourne để thi đua với chức cấp hạng nhất với chú ngựa. Đặc biệt, chiếc cấp này là 175.000 đô la Úc và làm bằng vàng. Còn hai chiếc cấp trị giá 10.000 đồng cho người huấn luyện ngựa và người đua ngựa. Các lễ hội ở Úc. Đối với Sydney, có những lễ hội ánh sáng được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 trong biển màu tuyệt đẹp của nhà hát Con Sò. Và lễ hội hoa, đặc biệt hàng trăm lụa hoa tulip trên thế giới bao gồm các màu đỏ vàng cam tím tại thủ đô Canberra, Đức Úc Châu, đó là lễ hội hoa. Lễ hội khinh khí cầu Canberra, đây là một lễ hội nổi tiếng của nước Úc, có những khinh khí cầu nhiều màu sắc đến thi đấu gửi đến để thi đấu tại thủ đô Úc, thành phố Canberra. Ngoài ra còn có những cái lễ hội ẩm thực rượu vang Melbourne tổ chức vào tháng 3 hàng năm với hơn 300 gian hàng đặc sản. Nơi đây tất cả là các hàng cửa hàng ẩm thực của các sắc dân sống ở thành phố mà Melbourne trưng bày những cửa hàng ẩm thực đậm nét văn hóa của nước mình và đem đến Úc. Tất cả các đặc sản rượu vang Úc đến đây, chúng ta thưởng thức những món ăn hấp dẫn và những ly rượu vang vô cùng lý thú. Đó là lễ hội ẩm thực rượu vang ở thành phố Melbourne. Ngoài ra quy tụ những đầu bếp hàng đầu về ẩm thực và nhà sản xuất rượu vang của tiểu bang Victoria Melbourne để quảng cáo thương hiệu rượu vang của Úc, người ta gọi là rượu nho Úc. Nói về ẩm thực Melbourne thì ẩm thực Việt Nam cũng được người Úc thích thú nhất, đó là phở và món chả giò. Tại đây các nhà hàng Á Châu ở thành phố Melbourne đã được các thực khách Úc rất thích thú về đặc sản của cửa hàng Á Châu chúng ta, đặc biệt là phở của Việt Nam và món chả giò rất thu hút nhiều khách Úc. Ngoài ra, lễ hội đua xe ở thành phố Melbourne, tức là Australian Grand Prix, đua xe với tốc độ cao diễn ra hàng năm vào 4 ngày trong tháng 3 tại công viên Albert Park. Lễ hội đua xe này với cực mạnh với những dàn xe thể thao và tốc độ rất nhanh. Với các tay đua trên thế giới, với những dòng xe mới như Ferrari, Porsche với vận tốc 300 km/h qua những dốc cong cua hiểm trở, thu hút người hâm mộ xem cuộc biểu diễn thi đua xe này. Sau cuộc đua, bạn có thể vòng quanh các quán rượu xem những buổi hòa nhạc rock để thưởng thức những nét văn hóa lễ hội đầy hấp dẫn ở Melbourne. Đây là cuộc đua xe thế giới với hạng F1 rất hoành tráng và mạnh mẽ. Đặc biệt đó là những ký lễ hội văn hóa của thành phố Melbourne thu hút khách trên thế giới. Ngoài ra về đời sống, về an sinh xã hội, đời sống của những người dân Úc có một cuộc sống rất là ấm no, vẫn là rất là hạnh phúc từ cơ sở vật chất cho đến tinh thần mà chính phủ đã chăm lo cho người từ trẻ em cho đến người già. Trong cái hoàn cảnh nào cũng có một cuộc sống rất đầy đủ.
về vật chất và tinh thần. Đây là điều hạnh phúc của người dân Úc. Đặc biệt về lĩnh vực y tế thì tất cả người dân Úc có một cuộc sống rất là thanh bình và được chữa khám bệnh bằng Medicare, không phải trả tiền. Đây là một điều tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thân mến, về vấn đề giáo dục thì tất cả những cái con em của người dân Úc từ tiểu học đến trung học thì được hưởng cái chương trình học tập miễn phí từ tiểu học đến trung học. Đây là một điều về văn hóa giáo dục mà rất được thế giới ngưỡng mộ. Hơn nữa những cái sinh học sinh đã tốt nghiệp mà tú tài sau khi lớp 12 thi xong thì con đường đại học cũng mở rộng cho tất cả các bạn trẻ, và đại học Úc sẵn sàng đón nhận tùy theo cái khả năng học tập của mỗi em học sinh lớp 12, và các trường Úc đều đón nhận tùy theo khả năng và sức học của mọi người. Bởi vì học phí học ở trường đại học Úc thì được chính phủ Úc cho các tân sinh viên mượn để học trong thời gian 4 năm sau khi ra trường xong, chúng ta mới trả lại theo tỷ lệ số lương. Đây là điều tuyệt vời cho sinh viên Úc. Điều tuyệt vời ở đây tức là đời sống về môi trường rất thân thiện, tức là thiên nhiên rất là trong lành, và cũng như rất là có một nếp sống rất thanh bình đối với người dân Úc. Đặc biệt đối với những cái đời sống của phụ nữ được chính phủ rất quan tâm, từ lúc có những cái em bé chào đời được cái sự chương trình giúp đỡ của chính phủ đến những em bé rất tuyệt vời, và có những y tá hàng tuần đến nhà nhà để giúp các bà mẹ mới sinh, và cũng như có những số tiền thích hợp đối với sữa cho các em trong những thời gian các em còn nhỏ. Đây là điều tuyệt vời của đời sống Úc. Các bạn thân mến, trong những cái đời sống Úc hiện tại thì được chính phủ Úc đã quan tâm rất nhiều về mọi lĩnh vực, về an sinh xã hội, giáo dục, y tế cũng như môi trường. Đời sống Úc rất tuyệt vời. Ngoài ra những về vấn đề văn hóa, Melbourne có nhiều cái lễ hội tuyệt vời như lễ hội Royal Melbourne Show hàng năm từ 23 tháng 9 đến 3 tháng 10 trong suốt 11 ngày. Bao gồm các lĩnh vực về các nông trại làm farm ở Úc, biểu diễn các con vật cừu bò và các ngành sản xuất. Trong những ngày lễ hội này, Royal Melbourne Show chứng tỏ rằng người Úc rất quý trọng về truyền thống văn hóa của nông trại, tức là ở đồng quê. Có một lễ hội rất rõ ràng để có những cái giới thiệu về những con vật bò, cừu, gà và các nông sản của Úc như rượu vang, rượu nho, vân vân, và với những trò chơi truyền thống dân gian của nước Úc cũng như các trò chơi ở nông thôn miền quê Úc. Đây là điều tuyệt vời. Đặc biệt trong lễ hội nồi này, chương trình nông trại với những loài thú như bò, cừu, gà, vịt được trưng bày ở đây để các em nhỏ có dịp tiếp xúc với thú vật và tạo ấn tượng tốt với các động vật, nhằm giáo dục các em yêu thương động vật và khám phá thiên nhiên nông trại Úc. Các em có thể tham quan trực tiếp vắt sữa bò, cạo lông cừu hoặc tiếp xúc với các thú vật ưa thích để làm quen hoặc cho chúng ăn tại các địa điểm. Đây là những cái điều và lễ hội muốn cho người dân Úc biết về cái truyền thống nông nghiệp và đời sống nông thôn Úc là một điều tuyệt vời các bạn ạ. Đặc biệt có nhiều gian hàng ẩm thực độc đáo của người địa phương mà chúng ta có thể thưởng thức. Và mỗi tối đều có bắn pháo hoa trên nền trời và có chương trình âm nhạc dân gian Úc thật tuyệt vời. Đó là lễ hội Royal Melbourne Show. Các bạn thân mến, nói đến nước Úc là nói đến những cái đời sống rất là thanh bình, hạnh phúc của những người dân mà chính phủ đã quan tâm rất đặc biệt về vật chất và tinh thần cũng như đời sống về văn hóa. Đây là điều hạnh phúc cho những người thực sự là người công dân Úc.
Tri Linh xin giới thiệu với các bạn những cái thông tin về những cái điều mà thành phố Melbourne đã có và được thế giới bình chọn là top 4 trên toàn thế giới. Đây là một điều có thực và hạnh phúc cho những người dân thành phố Melbourne. Tri Linh xin trân trọng thông chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới from Tri Linh Melbourne, Australia. Khi chào xem các bạn nhớ subscribe và đăng ký kênh. Thân chào tạm biệt các bạn.